Nhân dịp đón xuân tăng sự 2021 từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Liên đoàn Lao động Thành phố và ngân sách đơn vị là 150 triệu đồng, Liên đoàn Lao động huyện Hòa Vang tổ chức trao 300 xuất quà cho người dân 8 xã bị ảnh hưởng bởi các trận bão lũ năm vừa qua, nằm trong diện khó khăn, trung bình mỗi xuất quà trị giá 500.000 đồng tiền mặt. Sắp tới đây, Liên đoàn Lao động huyện Hòa Vang sẽ tổ chức trao tặng cho 400 đoàn viên công đoàn khó khăn về kinh tế do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, mỗi xuất quà trị giá 1 triệu đồng.